Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin, chúng tôi gửi tới quý vị một thông tin mới nhất về cơn bão số 7, bão Jinsen. Vào lúc 10 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 11, bão đang ở trên vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn rất mạnh, cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Trong những ngày tới, bão có xu hướng di chuyển rất chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu nhanh. Đến khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 11, bão đã suy yếu thành vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực Quảng Nam đến Bình Định. Một thông tin đáng lưu ý là khi bão số 7 vẫn đang hoạt động ở gần Biển Đông thì lại tiếp tục xuất hiện một cơn bão mới có tên quốc tế là Tozari. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 15 đến 20 km/h và khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 12 tháng 11 và trở thành cơn bão số 8 trong mùa mưa bão năm nay. Còn về thời tiết đất liền, trưa chiều nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng ít đến quang mây. Phía Đông Bắc Bộ, trời nắng khô, mức nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời mây nắng đan xen, mức nhiệt là từ 27 cho đến 29 độ. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội trưa nay trời nắng mạnh, nhiệt cao, nhiệt độ ở ngưỡng là từ 32 đến 33 độ, độ ẩm thấp nhất trưa chiều chỉ khoảng 47% nên rất khô, tối và đêm nhiệt độ giảm còn từ 21 đến 22 độ. Còn với khu vực Trung Bộ trưa chiều nay, nắng cũng là thời tiết chủ đạo trên hầu khắp khu vực, nền nhiệt cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 31 độ đến 33 độ khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Tại thành phố biển Đà Nẵng, trưa chiều nay không mưa, nắng nhẹ và mây đan xen, bầu không khí thoáng đãng và dễ chịu với gió biển thổi đều. Mức nhiệt ngày đêm ở trên thành phố ở mức dễ chịu, dao động ở ngưỡng là từ 24 cho đến 31 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng đến trưa nay trời nắng nhưng cường độ không mạnh, mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng là 33 độ. Từ sau 15 giờ mưa dông xuất hiện, mức nhiệt tối nay giảm xuống chỉ còn từ 24 cho đến 25 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.